Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ngọc Chi Huynh, Nguyện Minh Chi Huynh, Ngọc Thảo Linh Huynh,
trốn hình thì cầm vân, trần thì thả tâm trí dùng, trần chẳng hơn nguyện thì thấm thiệt mà. Chứ vì chúng đàn ít dạ lòng thành kinh cáo tổ tiên hoa đăng thứ phật phùng hiến phật tôn ca dương pháp bảo phát nguyện truy tiễn tiền công hầu tổ liệt vị anh linh chiến sĩ âm linh con liệt vị nhất viên kỳ cầu vàng sự hình thông vàng duyên mì màng chướng tai tật diệt chướng sự băng tiêu toàn thể gia đình nhân viên toàn gia nhi các thánh lại nguyện âm dương lượng lợi nhất tâm chủ quyền cùng vì tương niệm tiền hầu công đức bạch tánh tiên linh thủ công tô hồi an nguy xà tắc chiến sĩ trần vong nhân dân nàng vong oan hồn hồn tử nam nữ thương vong chiến soái du hồn liệt vì nam nữ chánh thần chánh linh tiền kỳ siêu phùng vì truy niệm kỳ siêu trương thị hoa pháp danh tâm huệ mất ngày mùng 4 tháng 9 2020 chi linh Nguyễn Văn Bình mất ngày 11 tháng 5 2021 pháp danh thiền nhân chi linh Nguyễn Thị Dự pháp danh Diệu Thân mất ngày 26 tháng 3 2018 liệt vị dương linh Nguyễn Thượng Ngọ cũng đi tới xưng dương Phật hiệu trì niệm minh chủ xưng tan hồng danh quả cô chư âm linh hương linh hoan hôn hoành hồn bức hồn chúng đàn thừa tư thiền sự tình chư nghiệp dưỡng quy hường tam tôn tâm tâm đồ tạo đăng tình địa âm siêu dương thịnh ai hà thanh pháp giới chúng sanh thề thành phật đạo nam mô cung tín chỉ tổ đại việt
tiếng chư vị linh đài tổ sư khai quốc công thần đại diện dân tộc, và xin mời toàn thể quý vị trong gia đình cũng như quý vị Phật tử chúng ta di chuyển qua phía ban thờ của quốc tổ Việt Nam để cử hành khóa lễ tôn tiến chư vị lịch đại tổ sư đại diện quốc. Tường đứng thăm anh
Tiêu lăng mang đến vẹn toàn tiêu dự mang đi yên ổn. Toàn đến gia đình nhân viên thiền nam tính nữ mọi yêu thương lời. Con cháu học hành tận đời ngoan ngoãn nghe lời mẹ trăng. Cao tổ lớp trường gần xa lan ràng dân gia đình làm nước. Tâm thương lòng thành thân lệ linh thiêng chế tàu chứng giám mê nồng thành nhất tâm hồi hướng việt bồ thắng linh đáng đàng hoa hồ
khóa lễ cung tiến thủy tổ đại điện và chư vị tiên linh lịch đại tổ sư khai quốc công thần nước đại việt Việt Nam đến đây đã thành tựu viên mãn. Chúng con xin được cung thỉnh thượng tọa pháp chủ cùng chư tôn đức ban kinh sư quan lâm nơi bàn thờ gia tiên để cử hành nghi thức lễ cung tiến gia tiên. Yeah.